Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Cừn. Hôm nay tình cờ lướt YouTube thì mình có tìm được cách auto câu cá bằng Macrolify mà không cần dùng đến bất cứ phần mềm thứ ba nào hết. Đây là kênh của bạn Ý và cũng cảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho mọi người cách lắt là hay. Nay mình xin phép được chia sẻ lại. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Như các bạn thấy thì mình đang chạy Macrolify. Ban đầu thì chúng ta sẽ không thể vào được game vì Macrolify đã bị phát hiện. Để làm được điều này thì đầu tiên các bạn tải cho mình ứng dụng mang tên là App Clone. Mình có để link ở dưới phần mô tả hoặc là phần comment. Sau khi tải xong thì các bạn cài đặt ứng dụng này cho mình nhé. Có thể các bạn sẽ nghĩ là mình đang làm sai về tiêu đề phải không ạ? Thực ra là sau khi làm xong thì mình sẽ không cần đến ứng dụng này nữa và chúng ta có thể xóa nó đi. Vậy nên các bạn hãy theo dõi hết video thì mới có thể làm được nhé. Các bạn mở ứng dụng lên cho mình. Đến bước này thì các bạn hãy tìm game Play Together. Không biết máy của các bạn thế nào chứ máy của mình hiện ngay đầu tiên. Nếu không thấy thì các bạn kéo xuống dưới mà tìm nhé. Sau đó thì các bạn bấm vào game. Nó sẽ hiện ra một loạt cái bảng như thế này. Ở dòng đầu tiên là mục số nhân bản. Mục này thì các bạn tích vào ô thay thế ứng dụng gốc cho mình. Ok. Tiếp theo thì các bạn vuốt màn hình xuống phía dưới. Sau đó thì các bạn click vào mục tùy chọn bảo mật. Rồi ok, các bạn kéo xuống gần cuối cho mình. Ở đây nó sẽ xuất hiện phần ẩn các ứng dụng khác. Các bạn click vào đó nhé. Đến bước này thì các bạn tìm Macrolify cho mình. Chức năng ẩn thì cũng tương tự như Nucky Patcher hoặc là Sudo 2. Nhưng có điều là chúng ta sẽ không cần phải lốt máy mà cũng có thể làm được. Ok, như vậy là chúng ta đã ẩn Macrolify ra khỏi game. Bước tiếp theo thì các bạn kéo xuống phần cuối cùng cho mình. Sau đó các bạn click vào mục tùy chọn nhân bản. Đến bước này thì các bạn sẽ cần bật hai mục lên cho mình. Mục đầu tiên là bỏ qua thư viện gốc. Mục thứ hai là giải pháp của Google Play Service. Ok, các bạn chỉ cần cài hai mục này là được. Nếu trường hợp các bạn bị treo không vào được game thì các bạn có thể bật thêm một trong hai tính năng này nhé. Đầu tiên là tính năng tăng khả năng tương thích. Trong này nó cũng có ghi là chỉ sử dụng tùy chọn này nếu ứng dụng nhân bản bị treo. Hoặc khi bị treo thì các bạn cũng có thể bật thêm chế độ an toàn. Tóm lại là khi bị treo thì các bạn sẽ bật thêm một trong hai tính năng đó. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần bật hai tùy chọn ban đầu là được. Sau khi cài xong thì các bạn bấm vào dấu tích màu xanh cho mình. Cho phép. Ok. Bây giờ thì các bạn sẽ đợi vài phút để ứng dụng nhân bản. Cài đặt ứng dụng. Đến bước này thì máy sẽ yêu cầu gỡ cài đặt phiên bản cũ để cài đặt phiên bản mới. Ok. Các bạn bấm vào cài đặt. Cho phép từ nguồn này.
nó hiện cảnh báo như thế này thì không sao đâu. Mình cài ngoài CS Play nên nó vậy à? Đợi chạy hết số giây thì các bạn bấm OK. Bây giờ thì cài đặt game thôi. Như trong tiêu đề thì mình có nói là ẩn Macrolody Phi không cần bất cứ phần mềm thứ ba nào hết. Vậy nên mình sẽ xóa cái app Clone này đi. Như vậy là mình sẽ dùng song song hai ứng dụng PlayTogether và Macrolody Phi. Bây giờ thì mình sẽ mở game xem là nó đã ẩn được Macrolody Phi chưa nhé. Thiếu tệp OBB. Các bạn bấm vào ô màu xanh để tải tệp OBB về nhé. Như vậy là chúng ta đã ẩn được Macrolody Phi rồi nha. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách ẩn Macrolody Phi mà không cần dùng bất cứ phần mềm thứ ba nào hết. Còn cách nọc bóng bằng Macrolody Phi thì mình đã có một video hướng dẫn rất là chi tiết. Bạn nào chưa xem thì mình có để đường link ở phần mô tả rồi nhé. Mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Bye bye!